Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày cuối tháng 5, tháng của mùa hè nắng nóng. Thế nhưng thực tế, suốt cả tháng này là chuỗi ngày mưa gió nối tiếp nhau. Và điều đáng nói, đây không phải là những cơn mưa rào mùa hạ qua ngay với mùi cay nồng từ đất, mà đây là những cơn mưa rầm rề kéo dài một cách không ngớt. Đây là một điều kỳ lạ. Mùa hè năm nay thật đặc biệt và khác thường. Hà Nội, một ngày cuối tháng 5, không gian tĩnh lặng với những cơn mưa rả rích. Những cây phượng vĩ nở hoa trong những ngày mưa gió. Vẫn sắc đỏ thường thấy, nhưng trông không còn rực rỡ như trong những ngày mùa hạ. Vẫn sắc tím của bằng lăng, nhưng trong tiết trời âm u đến kỳ lạ. Trong cảm nhận của em thì tháng 5 là một tháng rất là nắng nóng, có nhiều tiếng ve kêu và mùa của hoa phượng nở. Còn nhưng mà trong tháng 5 của năm nay thì là trời trở nên lạnh hơn và nhiều cơn mưa, đó là sự bất thường của thời tiết. Sự thay đổi của thời tiết dường như cũng khiến vạn vật đổi thay. Không còn tiếng ve kêu râm ran của ngày hè. Chuỗi ngày mưa kéo dài, liên ốc sên cũng nhiều hơn, bám nhiều trên các cành cây, ngọn cỏ. Trái ngược với tiết trời nắng nóng vốn có, mùa hè năm nay mát mẻ kỳ lạ và với nhiều người đây là sự bất thường của thời tiết. Đúng rồi, tại vì từ trước đến nay có bao giờ cô thấy vào cái giữa tháng 5 mà lại một cái khí hậu lại mát mẻ như thế này. Đâu, bình thường ông chỉ mặc áo phông đi vẫn thấy nóng rồi. Năm nay xuống đây là phải mua một cái áo khoác để mặc. Nó thật là từ ngày lâu lắm rồi mình mới thấy có một cái kiểu thời tiết tháng 5, giữa tháng 5 này có phải mặc áo rét. Thời tiết nó rất là mát, nó khác với những lần trước. Những lần trước, ví dụ như cái mùa này ra thì nó nóng lắm. Nó nóng mà thậm chí là đi là không có dám mang một cái áo lạnh, áo khoác gì hết. Nhưng mà đợt này ra thì khí hậu như mùa thu vậy đó. Tháng 5, tháng của những cơn mưa rào bất chợt qua nhanh với mùi hương ngai ngái bốc hơi lên từ đất. Bao năm qua, mùa hè vẫn đặc trưng với những tín hiệu như thế. Vậy nhưng năm nay, một mùa hè thật khác thường với những đợt không khí lạnh mạnh kèm theo mưa rả rích suốt cả ngày.